Xin chào mọi người. Chắc là những cái bài tập về investment decision sẽ là những cái bài xuất hiện nhiều nhất ở trong đề thi khi mà các bạn làm các cái câu hỏi multiple choice. Vì thế là mình sẽ cố gắng chữa nhiều bài multiple choice hơn để các bạn có thể tham khảo. Chúng ta bắt đầu từ câu 91 và trong phần này thì chúng ta sẽ chia ra. Đây là chỉ thuần túy về công thức về investment decision thôi. Câu 91 và câu 92 dùng chung một dữ liệu như sau. Các bạn đang có một cái khoản đầu tư là 46.000 đô và các bạn sẽ mua một cái xe và dùng trong 4 năm. Được chưa? Sau đấy thì chúng ta sẽ bán với giá 7.000, có nghĩa là về mặt dòng tiền ấy, thì năm đầu tiên các bạn sẽ đầu tư ra là 46.000 và năm cuối cùng thì các bạn sẽ thu lại 7.000. Bởi vì chúng ta đang đưa ra các cái quyết định đầu tư cho nên chúng ta sẽ quan tâm đến vấn đề về dòng tiền. Và cái dữ liệu này nó cũng sẽ liên quan đến cái chi phí khấu hao của cái xe. Bởi vì các bạn học môn F3 thì các bạn cũng biết rồi, chúng ta sẽ tính khấu hao bằng cách là lấy cái số đầu tư của mình là 46.000 trừ đi phần residual value là 7.000 đấy để tính khấu hao, đúng không ạ? Khấu hao thì được tính theo straight line basis. Bây giờ chúng ta sẽ có dòng tiền như sau. Năm thứ nhất các bạn sẽ thu về, dòng tiền dương là thu về nhá, 16.500. Năm thứ 2 thu về 23.500, đúng không ạ? Năm thứ 3 là 13.500, nhưng đến năm thứ 4 thì các bạn sẽ trả ra là 1.500, có nghĩa là ở năm thứ 4 thì cái dòng tiền thu về ạ, nó bị nhỏ hơn so với dòng tiền trả ra. Ví dụ cái xe nó cũ quá rồi nên các bạn sẽ doanh thu từ việc sử dụng cái xe thì ít, nhưng mà cái chi trả cho việc sửa chữa bảo dưỡng thì nhiều hơn. Đó, đấy là lý do vì sao mà năm thứ 4 nó bị âm. What is the return on capital employed for the lorry? Chúng ta đã có dòng tiền rồi, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã có dòng tiền đầu tư rồi. Thì mình sẽ tính ROCE. Và công thức của chúng ta tính ROCE là gì ạ? Mình sẽ phải lấy cái phần accounting profit. Nhưng ở đây người ta không có profit cho mình thì mình làm thế nào? Thì mình sẽ nhìn thấy như thế này. Ở đây chúng ta đang nhìn thấy là 4 cái năm đó thì chúng ta có profit khác nhau, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tính trung bình. Ở đây người ta đang nói forecast operating profit or losses, đúng không? Thì mình sẽ tính trung bình ạ. Trung bình bằng cách là cộng 4 số này với nhau ạ. Đấy, 16.500 cộng 23.500 cộng 13.500 trừ đi 1.500. Sau đó các bạn chia 4. Thì tổng số này chia 4 các bạn sẽ ra được là 13.000. Vậy thì ở đây có một cái vấn đề. Đấy là ROCE thì mình sẽ lấy accounting profit, đúng không ạ? Nên là mình sẽ lấy cái 13.000 này để chia cho phần investment, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây ạ, thì chúng ta lại nhìn thấy một điều. Đấy là chúng ta đang tính, mọi người nghe này, chúng ta đang tính profit là số trung bình, có nghĩa là trung bình hàng năm, bởi vì mình lấy tổng 4 năm chia ra. Nên khi mà các bạn tính initial investment ở đây ạ, thì chúng ta sẽ bị sai. Vì nếu như các bạn chia cho 46.000 thì chắc chắn nó sai, vì đấy chỉ là investment đầu năm thôi, đúng không ạ? Như vậy làm thế nào để tôi biết được là giữa các năm thì cái dòng tiền thực đầu tư, dòng tiền trung bình average investment thì bằng bao nhiêu? Thì các bạn sẽ, đây ạ, mình viết lại công thức lên đây nhé. Nếu như mọi người đang tính ROCE bằng là average profit thì nó không phải chia cho average investment, được chưa? Nếu mà là dự án 1 năm các bạn lấy profit thì các bạn chia cho investment, đúng rồi. Nhưng mà ở đây là chúng ta đang tính trong 4 năm. Vì thế nên average investment thì chúng ta sẽ lấy đầu kỳ là 46.000. Được chưa ạ? Chúng ta cộng với khoản đầu tư cuối cùng của mình, 7.000 mình thu được ấy ạ, để mình chia đôi. Nghĩa là đầu kỳ cuối kỳ, tóm lại là hai lần. Một lần đầu kỳ tôi bỏ tiền ra 46.000, một lần cuối kỳ tôi có 7.000, đúng không ạ? Thì các bạn chia đôi thì các bạn sẽ có cái khoản average investment, nghĩa là trung bình mỗi năm thì đâu đấy chúng ta sẽ đang chi trả ra là 26.500. Đó, thì chúng ta sẽ tính ra ROCE ở đây là 13.000 chia cho 26.500 là 49%. Và chúng ta trả lời ở đây là 49%. Ý nghĩa của ROCE, Return on Capital Employed, là nếu như tôi nhìn vào nhiều cơ hội đầu tư thì tôi sẽ sử dụng cái dự án nào hoặc là cái lựa chọn nào có Return on Capital Employed lớn hơn nhá, để chúng ta đánh giá giữa các lựa chọn. Tương tự, câu 92 vẫn dùng cái dòng tiền đó. Bây giờ người ta hỏi là các bạn sẽ thu hồi vốn payback period trong bao nhiêu lâu, thì chúng ta sẽ phải viết ra một cái dòng, đúng không ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở năm 0 này, đúng không ạ, thì các bạn sẽ đầu tư
Và 50 các bạn đầu tư bao nhiêu ạ? 46.000 đúng không ạ? Là dòng tiền đầu tư của tôi là 46.000. Ở trong trường hợp này, sorry mọi người, mình phải viết lùi lên trên một tí ạ. 50 invest này, 46.000, được chưa ạ? Ở trong trường hợp này ạ, thì các bạn nhìn thấy là các bạn cần phải có một cột là lũy kế, accumulate, đúng không ạ? Là 46.000. Bởi vì đến năm thứ nhất là các bạn bắt đầu có dòng tiền. Nếu như các bạn có một cái dòng tiền là 16.500 thì các bạn sẽ viết vào đây. Nhưng ở đây lại là profit. Vậy thì nếu như profit của mình là 16.000 thì nó có một cái vấn đề là profit không phải là dòng tiền. Bởi vì câu chuyện ở đây là chúng ta có khấu hao, đúng không ạ? Các bạn sẽ tính thử khấu hao lên đây. Các bạn sẽ biết là depreciation each year chúng ta có là 46.000 đầu tư trừ 7.000 thu hồi chia 4 năm. Mỗi 1 năm các bạn sẽ đầu tư, các bạn sẽ khấu hao là 9.750, đúng không ạ? Như vậy, từ cái phần mà các bạn có profit này thì các bạn sẽ tính ra là cái cash flow của các bạn ở năm thứ nhất ý ạ, sẽ là 16.000 cộng ngược lại 9.750 bằng 26.250. Bây giờ tôi mới lấy 26.250 này cộng với cả dòng tiền của năm thứ nhất là 46.000 thì 26.250 cộng với cả âm 46.000 thì có nghĩa là ở năm thứ nhất ý ạ, cái đầu tư của các bạn chỉ còn lại có 19.750 thôi. Bởi vì chúng ta lấy 26.250 là dòng tiền tạo ra trong năm thứ nhất, tôi cộng với cả cái số âm 46.000 là số tiền tôi đã đầu tư ở năm 0, thì tôi sẽ ra là tại cuối năm thứ nhất tôi sẽ có một cái số dư của dòng tiền đó là 19.750. Nó là số âm có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta vẫn chưa thu hồi được vốn, đúng không ạ? Ở năm thứ 2 các bạn cũng có một cái cash flow. Mình bỏ qua dòng profit nhé, vì các bạn đã hiểu rồi thì mình sẽ bỏ qua. Năm thứ 2 này, các bạn có một cái cash flow là 23.000 đúng không ạ? 23.500. Các bạn vẫn phải add back lại phần depreciation, đúng không ạ? 23.500 mà cộng với cả 9.750 thì các bạn ra một cái dòng tiền của năm thứ 2 là 33.250. Bây giờ tôi lại lấy số này, tôi cộng với cả số 19.750 cuối năm thứ nhất, thì ở đây tôi ra một cái dòng tiền ở năm thứ 2 là 13.500. Các bạn thấy là đã dương đúng không ạ? Và do đó chúng ta biết rằng ở năm thứ 2 chúng ta đã payback rồi, chúng ta đã hoàn vốn rồi, đã thu hồi vốn rồi. Nhưng mà thu hồi vốn, bây giờ mình chọn đáp án nào? Bởi vì rõ ràng là nếu như trên 1 năm thì tôi có 2 option là 1 năm 7 tháng và 1 năm 5 tháng, đúng không ạ? Thì rất là dễ thôi. Muốn biết là 5 tháng hay 7 tháng thì mình làm nào? Mình lấy cái tỷ lệ của cái dòng tiền mà chưa thu hồi xong ở cuối năm thứ nhất chia cho dòng tiền tạo ra ở năm thứ 2, xem nó là bằng tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Thì cái này các bạn sẽ nhìn thấy nó là bằng 0,69, có nghĩa là đâu đấy là hơn 50%, đúng không ạ? Hơn 59, 0,6. Vậy thì 0,6 thì có nghĩa là hơn 5 rồi, nhưng các bạn không thể chọn 1 năm 5 tháng được, vì 1 năm 5 tháng là phải là nhỏ hơn 0,5. Mà bây giờ nó là 0,59 thì các bạn sẽ chọn gì ạ? 1 year 7 months, được chưa ạ? Rồi ạ, mình nói đến câu 93. Ở đây người ta vẫn hỏi về ROCE và các bạn sẽ chọn cho mình là đâu là benefit của ROCE này. Thứ nhất là it consider the whole project. Câu này có vẻ hợp lý đúng không ạ? Mình sẽ tích câu này. It is cash flow based thì mình sẽ không chọn câu này, bởi vì các bạn biết là ROCE thì chúng ta được tính bằng là profit, average profit chia cho investment, đúng không ạ? Chia cho capital employed hoặc là investment. Cho nên là đã nói đến profit thì ai cũng biết rằng là nó rất là khác với cả cash flow, cho nên nó không phải là cash flow based. It is a percentage which being meaningful to non-finance professionals have communicated the benefit of investment decision. Câu này chính xác đúng không ạ? Chúng ta vừa nói với nhau rằng là chúng ta tính ROCE là để khi mà giữa hai dự án thì các bạn sẽ lựa chọn dự án nào có ROCE cao hơn. It will not be impacted by a company's accounting policy. Các bạn biết là câu này là không đúng. Bởi vì khi mà các bạn lựa chọn các accounting policy khác nhau thì chúng ta sẽ có profit có thể bị thay đổi. Câu 94 ạ. SW has a barrel of chemical in its warehouse that is purchased for a project ago on a cost of 1,000. Nào, bây giờ các bạn đã mua rồi với 1.000. Và bây giờ các bạn sẽ
bán, nếu như bây giờ các bạn muốn disposal thì các bạn sẽ mất thêm 400.000 đúng không ạ? Và bây giờ các bạn sẽ xem là có tính, nếu như bây giờ muốn tính xem là relevant cost của việc là có nên sử dụng chemical vào cái hóa chất đấy ạ, vào một cái dự án mới hay không, thì các bạn chọn cái gì. Mình nói lại này, chúng ta có hai số thôi. Một là trước đây tôi đã mua hết 1.000, được chưa ạ? Thứ hai là nếu bây giờ tôi dùng vào một dự án khác thì tôi sẽ tiết kiệm được 400, được chưa ạ? Thế thì bây giờ các bạn sẽ phải chọn đáp án nào? Thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ đừng nghĩ đến 1.000, bởi vì cái số 1.000 này nó là sunk cost, là cái số mà các bạn đã mua trong quá khứ rồi. Hay nói cách khác là dù các bạn có dùng hay không dùng thì cái tiền đấy các bạn cũng mất rồi, được chưa ạ? Cho nên ở đây chúng ta sẽ chọn là 400 benefit, là cái phần mà chúng ta kiếm lợi được từ cái việc sử dụng cho dự án khác. Mình sẽ thêm hai câu nữa ở phần này ạ, là câu 95 và câu 96 ạ. Bây giờ các bạn có một cái project và sẽ cần 1.000 giờ skilled labor. Bây giờ trong trường hợp này các bạn đang hỏi đến relevant cost của labor, đúng không ạ? Các bạn muốn có 1.000 giờ, nhưng mà vấn đề là bây giờ ấy, current workforce thì đã fully employed. Và các bạn có thể biết được cái giá thuê là $20 một giờ. Current worker are paid $15 per hour on a project that earns a contribution of $10 per hour. Cái này nếu như bạn nào học F2 rồi thì sẽ thấy là rất là dễ để chúng ta bắt đầu tính toán ra là chúng ta sẽ consider cái gì. Bây giờ mình sẽ thấy rằng là tóm lại là relevant cost ấy, thì mình sẽ phải lựa chọn, đúng không ạ? Xem là option của mình là gì. Nếu như tôi thuê thêm người, đúng không ạ? Thì tôi sẽ cần phải trả là $20, đúng không? Nhân với 1.000 là tôi sẽ mất 20.000, đúng không ạ? Đấy là nếu mà option đầu tiên là tôi đi thuê, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như bây giờ tôi đang có người rồi mà tôi đang muốn dùng những người hiện tại thì sao ạ? Thì lúc này chúng ta phải tính thứ nhất đầu tiên ấy là chúng ta vẫn phải trả lương, đúng không ạ? Là $15, ok, nó có vẻ rẻ hơn, đúng không? Nhưng mà nếu như tôi dùng nhân viên của tôi đang làm cho dự án khác mà chuyển cho dự án này, thì ngoài $15 tôi phải trả lương ấy, tôi còn phải trả thêm $10 là cái opportunity cost on the project that earns a contribution of $10 per hour. Và do đó khi mà tôi tính ra cái cost của 1.000 giờ mà tôi dùng assisting labor ấy ạ, thì chúng ta lại đang có một cái cost là 25.000. Vậy các bạn sẽ phải đưa ra cái lựa chọn là với dự án này các bạn sẽ sử dụng cái relevant cost là 20.000 lower, đúng không? Cái nào rẻ hơn thì mình dùng chứ, mình cũng khôn mà, đúng không? Nên là mình sẽ biết rằng là chúng ta chỉ chọn phương án là 20.000 thôi. Rồi ạ, tương tự như thế thì câu 96 thì chắc là nếu mọi người làm câu 95 xong thì thấy câu 96 thì cũng rất là easy rồi ạ, cũng giống như vậy. Bây giờ người ta đang có một cái option là các bạn đang trả là $5 rental cost, được chưa ạ? If it takes on a new project, you have to move to a new bigger factory costing 17 per annum, 17,000 per annum. And it could rent the old factory for 3,000 per annum until the end of the current lease. Bây giờ các bạn sẽ có hai option, đúng không ạ? Bây giờ các bạn nhìn thấy là các bạn đang đi thuê là 5.000. Bây giờ nếu như mà trong trường hợp mà các bạn thuê cái chỗ mới ạ, thì các bạn sẽ có cái chi phí là bao nhiêu ạ? Là 17.000 này, đúng không? Cost là 17.000. Các bạn vẫn mất cái cost 5.000 ở cái nhà cũ, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn cho thuê cái nhà cũ lại với 3.000 đó, thì các bạn sẽ mất là 19.000. Đây là cost của cái option mà các bạn vừa mới đưa ra, được chưa ạ? Và vì thế thì cái mà rental cost mà included in the project appraisal, có nghĩa là bây giờ người ta đang cân nhắc cái việc này á, thì các bạn sẽ phải so sánh giữa cái option mà mình vừa mới tính, so sánh với cái gọi là incremental cost, nghĩa là cái phần tăng thêm giữa option mới, giữa new option với cả old option. Thì mình đang nhìn thấy là new option của tôi là 19, old option của tôi là 5.000, thì tôi có incremental cost là 14.000. Tôi sẽ cân nhắc rằng trong dự án này tôi sẽ phải bỏ thêm ra là 14.000, ok chưa ạ?